Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu chung kết dành cho cặp đôi bên phía team Hà Nam, đó là Xi Măng cũng như là Alonso, để quyết định trong trận thi đấu này ai là người chiến thắng. Cảm ơn anh Siang. Alonso là ai thế? Alonso là ai? Em không, còn chả biết nữa cơ mà. Nhanh chóng kết thúc trận đấu này với tỷ số 3-0 là hợp lý. Vâng, 10 người 10 vẻ. 10 người 10 vẻ thì chả ai bằng ai cả. Vâng, tiếp theo. Maxi. Vâng, mình là cái gì đây? Mark Via và Sampan. Mạnh Hào cầm Maxi. Yamoto trong tay của anh Huy. Alonso là người cầm Sam. Và Pamira trong tay của Xi Măng. Và chúng ta đang dẫn trước với tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ hai này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu cuối cùng. Bên phía đối bản không có cái gì để chống lại y cả, chỉ khi một bài mà Summer sẽ chơi lại y với những con y của Maxi mà thôi. Nếu như đây là một bài mà Summer đánh theo kiểu pan chém và Summer đánh cung, và một bài Maxi lên đời khỏe có lực, thì những con y trên đồng bàn nó sẽ được dụi thẳng vào nhà của Summer để không cho Summer có cơ hội phát triển. Và IA của anh Huy cũng là một trong những loại quân có khả năng đột biến cực kỳ cao, với khả năng ép đòi và vắt chém cực kỳ rẻ ở đời 3. Chiều trận nào chưa có kèo 44 anh nhá. Chiều kèo 44 và tối có kèo 22. Em đang hò quá này, em thông cảm. Đang bảo hả đánh chuẩn. Đang đánh 26 dân ép chuẩn, vẫn lên trước. Đánh 3A. Và anh em không để ý ở một tên anh Hào đánh 3A, vì sao? Vì vừa ra dân đánh 3A lên thẳng giáp 4, vì biết chắc chắn bài Xi Măng sẽ rất khỏe và cái lượng trẻ lạc đà của Xi Măng sẽ rất nhiều. Ông Hào lên giáp 4 trước rồi. Lên cái kích ra 4 luôn rồi, anh em không để ý thôi. Nên là bảo sao một bài Mạnh Hào hơi yếu về lượng đồ để có thể đánh cho mình cái bài đánh kiểu nhà bia. Voi đang được cầu về. Còn thêm đôi voi nữa, nhưng mà đôi voi này nằm giữa nhà anh Huy với Mạnh Hào. Đấy, làm gì thì làm thôi. Yamoto. Vâng, 7 hiệu 5 được lùa về đến nhà. Vâng, gần. Vâng, có thêm đồ ăn gì chưa? Không biết là anh Huy đã dò ra đôi voi kia chưa? Có thêm nhiều bãi quả. Vâng, nếu mà dò ra được 7 hiệu kia thì đôi voi kia thì khả năng xin một con. Vâng, như vậy là có thêm cho mình bãi quả nữa rồi. Đôi quả. Vâng, như vậy voi thì thôi nhường cho Mạnh Hào. Tôi nghĩ là vậy. Bài như này. Zania chạy nhanh mà. Tít. Vâng, đừng có chết dần như vậy. Rất may mắn. Góc 7 giờ của quả Hào ơi. Vâng, không biết là ông đang xem ở đâu nhá, bảo là góc 7 giờ có mỏ quả. Đúng không anh Hào? Map quen. Như vậy là đang nhớ map và anh Hào chạy góc 7 giờ xem có quả không. Không thấy quả đâu. Thấy thì bảy hiệu thôi, không thấy quả. Một bài thôi, đánh 5 tầm khoảng 5 voi như này là được rồi. Không cần nhiều và ăn thêm tầm hơn 7 hiệu này nữa. Và có thêm bảy hiệu 7 giờ, bảy hiệu to nữa. Trận đấu này là bài để được rồi, 2-3 dân. 2-3 cộng dân à. Đánh 2-3 dân là hợp lý nhỉ. Voi về muộn, thông tin báo về là như vậy. 25 dân cộng 1 dân nữa là 25 dân, sẽ là một bài khỏe dành cho bạn nào và thiết kế VS để có thể ăn thêm cả vàng. Và lượng cực đang dồn lên là không nhiều, với một bài kích chỉ là 8 tròn dành cho Mạnh Hào mà thôi.
Đây là một cái hướng 4 con được thiết kế để phải ăn thêm vàng. Và tôi nghĩ chạy đấu này bên họ sẽ là một bài một nhà kích tầm khoảng 82x và một nhà kích tầm khoảng 84x. Tức là 10 thì bên họ nên nhớ là Sampan nha. Chắc anh Huy sẽ là thể phục kích sớm hơn không? Vẫn cũng là 25 dần đến từ chiếc anh Huy cũng như là Mạnh Hào. Và thứ 2 cái thủ top 1 của họ là tại đang đánh một cái bài chúng là các top người ta đánh ấy. Luôn luôn người ta đánh một bài kiểu là 25 dần nếu nhà là cái chủ chính nhà bình thường như thế này. Còn nếu những kiểu là bài mà nó mắc binh quá và lên đầy sớm thì sẽ là 2-3 dần thôi. Để lên đời làm sao cho nó chuẩn nhất có thể. Và chung kết không biết là bên họ không biết là nó được như thế nào thôi. Được như thế nào thì còn phải trông chờ xem anh Huy sẽ gặp ai. Và kết quả vẫn chưa đủ và sẽ kích tầm khoảng cuối 10-20 à cuối 10-30 10-38 với 25 nông dân. Đang bên họ đang là một bài mà xi măng pan lên đời sớm nhất bản đồ. Vẫn là cái phong cách bo bê bê cùng với bãi vàng và thiết kế 6 nông dân ăn vàng thời điểm đầu. Dành cho IA thôi, tôi nghĩ 5 dân là hợp lý rồi. Đây sẽ là con giò có thêm cho mình cái công giáp nữa. Khi mà quả đến từ vị trí của anh Huy đang là còn quá nhiều vào trong góc này, thiết kế được 2 cái ruộng. Trong cái góc 3 giờ đấy, tít cái trong làm được 2 cái ruộng, như vậy gặp ai? Bộ 1 11 giờ, bộ 1 ở góc 10 rưỡi. Bài bộ 1 ở góc 10 rưỡi mà không biết là bài pan đang ở đâu. Một đang chọc sang bên phía nhà của anh Huy trong trận đấu này, tham chỉ có là 26 và chúng ta sẽ cùng những con chém đến từ vị trí VM một tay của anh Huy chảy ra. Không biết nhà Pan đang ở đâu, Pan đang muốn có ý định làm cái gì. Vẩy lại với một bài muốn khung nhà. Mồ một đang ở đây, kích bánh xe nào. Con giò đang thực kích nhưng đang quá nhiều hiệu quả. Cần ôi hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi khi một pha Mạnh Hào phải đứng vào cái móng cái mặt đường đi của con giò, mất một cái nhà P phí 200 gỗ. Và đây sẽ là một nhà P tiếp theo nhưng để lượng gỗ có thể đóng được chi bây giờ cho mình bãi quả ở phía xa kia thì còn phải chờ xem bên phía đội bạn chơi như thế nào thôi. Maxi trong tay của Mạnh Hào vẫn đang chơi y. Những con y không biết là chiêng đồng ba chưa. Vâng, Mạnh Hào lên đời xong tất nhiên là khả năng lên được chiêng đồng ba đấy. Vâng, rắc nữa vẫn chiêng đồng hai thôi. Summer đánh chém, Pan cũng đánh chém. Vâng, bài mình chỉ cần lên giáp thôi là đủ. Đây là những con nông dân của màu 8. Vâng, Xiên những cái chiêng rất già. Nó như Captain vậy. Bài xe đánh kiểu đánh cung. Mình lên chiêng cũng không phải đánh cung thì mình lên giáp thôi là được rồi. Lát nữa thì bài biết đâu lại chuyển cung thì sao. Bài mắc của Mạnh Hào vẫn đang là một bài thủ tươi thì không có nghĩa lý gì chúng ta để thua trận đấu này cả. Xăm đang bay nhà và có thêm nhà y. Và có thêm nhà y đến từ vị trí của 18 xi măng để có thể và chơi bằng con y của Max C. Nhưng ở thời điểm hiện tại số lượng y đến từ bằng thạc sĩ bằng Mạnh Hào đang là đông hơn. Có chỉ dừng hở nhé nhớ. Vừa nói khỏi mồm cái dừng hở xong. Vừa nói khỏi mồm xong. Những con lạc đà nó đã phi vào và mình chết 3 dân. Bây giờ làm sao phải thiết kế được đồng hồn
5 cái ruộng và sau đó 56 cái ruộng và sau đó ra 2 y đèo và bây giờ đang không ăn được. Lại lọt một tuần và như vậy là tuần này mà tuần sẽ mất rất nhiều tham, tầm khoảng 10 tham. Tham, tham tụt không phanh. Đang kiếp. Những con y nó sẽ chảy sang nhà mồ một tuần. Alonso. Đến màn hình máy của anh Huy rồi. Yamamoto cũng đang có một bài muốn chuyển Kuma 2 áo và bắt đầu chuyển Kuma 2 áo rồi. Mạnh Hào đang là một bài đi đâm chất lượng nhà của cả hai nhà mô tạo cũng như là một Alonso đang đâm được. Lợi thế nó cũng đang có dành cho mình nếu mà nhìn chuyển không à. Bài Summer cũng phải là một bài khỏe nữa. Thì một bài là đã vụ nhà rồi. Sima cũng đang bị những con y của Maxe chiêm đồng. À không, những con y của chữ Maxe giáp bộ, giáp 4 chơi vào. Cũng biết giáp 4 hay chưa? Còn phải xem mạnh nào cái tham 9 trên 48 của mình. Có thêm một nhà B đến từ vị trí của 1-1 Alonso nữa. Nhưng các bạn nên nhớ rằng Mạnh Hào đang chuyển Kuma 2 áo. Khi những con Kuma 2 áo tụ lại được và đi cùng thì những con cung giờ cũng như là những con đi và những con lạc đà đến từ và tất cả các loại quân có nó rất khó để đỡ. Thì Kuma là những loại quân khắc chế và các loại quân đó. Vâng, Tham thông báo vậy là đang cười. Xem màn hình máy của anh Huy thôi. Vâng, bây giờ chỉ cần xem anh Huy thôi là được rồi. Hào bây giờ Tham không có tính chất thi đấu nữa. Và chúng ta sẽ có một tên cân 2. Một tên cân 2 đến từ anh Huy. Alo alo. BC đến từ vị trí của anh Huy rồi. Chờ đợi một pha công chặt đứt đến từ anh Huy vào nhà mồ 1 và sau đó sẽ tạt sang nhà của mồ 8 xi măng một tên sau. Vâng, bây giờ thì thông báo với đội trưởng Mạnh Hà chơi nhà một trước. Chơi nhà một xong thì tất cả còn lại cứ để anh lo. Ông Mạnh Hào đang tham còn chỉ là dưới 10 thôi nhưng bản lĩnh đang là cực kỳ cao. Erectus. Vâng, vừa quay đi một cái thôi thì bên họ di sai. Vâng, tỷ số. Vâng, 3-0. Vâng, tỷ số là 3-0 ở trong giây đấu thứ hai này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát để đến với giây đấu tiếp theo, giây đấu thứ ba và nó nhanh quá.